ngày 27 tháng 4, Bảo Trợ Elect đã tổ chức hoạt động Roadshow trên toàn hệ thống Bảo Trợ Elect. Hoạt động này mở đầu cho chuỗi khuyến mãi tưng bừng chào mừng đại lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Đồng hành cùng khách hàng là hình ảnh những đoàn xe máy trang trí bắt mắt và các phướn trên phố mang theo thông điệp quảng cáo về chương trình. Phá giá xả kho, sale to đón lễ với hàng trăm sản phẩm âm thanh chính hãng được giảm giá lên tới 50%. Địa điểm chương trình là vòng quanh những showroom bán hàng của Bảo Trợ Elect trên toàn quốc. Hoạt động này đã gây được ấn tượng mạnh mẽ cùng với sự thú vị cho người đi đường. Thông qua hoạt động này, chúng tôi muốn phổ biến về chương trình rộng rãi hơn tới những khách hàng đang có nhu cầu mua các thiết bị âm thanh chính hãng với mức giá rẻ nhất, tốt nhất. Hãy đến với Bảo Trợ Elect để trải nghiệm những sản phẩm chính hãng chất lượng với mức giá rẻ nhất Việt Nam. Bảo Trợ Elect rất hân hạnh được phục vụ quý khách.